Hôm nay em tiếp tục chương trình khui hàng phục vụ các bác đấy ạ. Cũng rất cảm ơn các bác là thời gian qua đã đóng góp ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng rất mong là được sự đóng góp, góp ý kiến của các bác comment xuống phía dưới là khui hàng hay là test những dòng loa dòng giạc này như thế nào. Ví dụ như là có nhiều hôm em test những đôi loa nó chưa được hợp tai quý vị. Thì bác nào đã dùng đôi loa đấy rồi thì test với dòng âm ly nào hay hơn thì các bác cũng cho em xin cái ý kiến ở dưới. Để em thật ra là một mình em loa nó về thì rất là nhiều, không thể nắm bắt hết được. Và chơi loa âm thanh này thì nó rộng lắm nên là không thể hết được. Cũng mong các bác chỉ bảo thêm, bình luận phía dưới giúp em là ở đây em nên ghép con âm ly này, dòng loa này hay lắm, thì để em được biết nhiều hơn. Ngoài ra thì cũng mong các bác like cho thêm một vài nút like để em được phát triển cái kênh nó tốt hơn. Còn sau đây đây, em sẽ khui hàng hết cho các bác xem, nhiều lắm bác ạ. Đây, em khui lần lượt, lần lượt trong kia nhé. Thì bắt đầu đến với lại con âm ly đầu tiên, đó là con âm ly Yamaha. Con này hàng ngày em, cách đây 2 ngày nó về đấy, em đã có giới thiệu clip cho các bác là ở trên kênh rồi. Nhưng mà cái dòng Yamaha 2000 này, con này công suất lớn, nó trên 300W cơ. Chưa cần nói công suất hay không thì các bác đã nhìn vào, các bác đã thấy nó. Phải nói luôn là nội thất của em nó thì không còn hở đến một chỗ nào nữa trên trong cái khung con âm ly này. Mà nó thiết kế em cứ tưởng lần đầu em cứ tưởng là mấy cái trục khỉu của ô tô. Bác nhìn này, đấy, 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 đấy. Tháo ra cứ như kiểu ô tô. Bác nhìn chưa? À đây là con âm ly Yamaha CA2000. Con này có hai đèn vu ở đằng trước. Được chưa? Mặt mặt phía trước phay nhôm trắng rất là đẹp, rất là đẹp. Dòng lớp âm ly Yamaha này ngoài đánh với loa Yamaha ra thì đánh với loa Anh rất là hay. Đánh với âm ly đánh với loa Anh cực kỳ hay ạ. Loa Anh ạ. Ngoài loa Anh nhé. Còn phía đây. Về nội thất của nó này. Nội thất của nó thì các bác nhìn này. 1 2 3 4 5 6 7 nó gồm có 8 con sò sắt. 8 con sò sắt tăng phô ngũ biến thế rồi tụ. Nói tóm lại là nó quá khủng. Công suất thì trên 300W rồi. Em nói rồi, chút nữa em sẽ quay sang kia. Em sẽ quay thật chậm, khui hàng cho các bác xem cho nó thích mắt. Bởi vì là tiền bỏ ra bằng thực thì em cũng khui, có thời gian em sẽ khui hết cho các bác luôn. Nhiều những bác đóng góp ý kiến em cảm ơn. Và cũng sẽ muốn khui hàng. Bác nào cũng thế thôi, muốn xem như thế này cho thích mắt. Nhưng mà nó phải có thời gian. Có những hôm hàng nó về nhiều, trả nhiều đơn cho các bác mà em cứ thời gian em quay như thế này chắc một ngày em chỉ trả được vài đơn đấy. Tất cả trên bo mạch còn đẹp, còn sáng hết. Bo mạch Yamaha, dọc Yamaha hết ạ. Đây, được chưa? Đây, bo đây vẫn Yamaha tất. Tất cả bo mạch còn sáng. Con này thì nó quá nặng rồi. Về phía sau đây, phía sau em đã báo cho quý vị rồi. Con này là phía sau của nó là có hai cầu A và B, và đánh một lúc A cộng B luôn. Và em đã báo hôm trước ở đây. Đây, A cộng B luôn ạ. Trở kháng của em nó giải rộng từ 4 đến 16 ôm. Vậy là đánh được tất cả loa từ 4 ôm đến 16 ôm. Được chưa ạ? Đây, công suất của nó 300W này. Đánh thoải mái các loa Anh cao cấp. Con này đánh loa Anh thì rất là hay rồi. Và có mức giá em đã báo giá rồi. Con âm ly Yamaha này có mức giá là 10.900.000. 10.900.000. Bác nào đang chơi loa Anh công suất lớn lấy nó về mà chơi, không hay thì giả em đền thêm tiền. Được chưa? Đấy là dòng này là chuyên cho loa Anh hoặc Yamaha. Đánh rất là hay luôn, mềm luôn. Và đặc biệt lại có đèn vu. Mặt trước phay nhôm trắng rất là trắng, sáng, đẹp. Được chưa? Đấy là hết cái giới thiệu về con Yamaha. Vỏ đây đã, quên mất vỏ. Vỏ gỗ của nó ở ngoài là vỏ màu vàng. Được chưa? Ở vàng. Ở đây đây nó còn cái hộp để bảo vệ. Còn trên cùng là lớp tản nhiệt bằng rất là nhiệt, rất đẹp. Sang đến con thứ hai. Đó là con âm ly Nico. Con âm ly Nico này thì nó là dòng radio. Dòng radio. Radio của nó lên đến 108, vậy là nó bắt được cả FM. Con Nico này thì nó có cổng A, cổng B độc lập và cuối cùng là A cộng B. Vậy là con này nó chạy một lúc được cả A lẫn B luôn. Hai đôi loa. Được chưa? Chạy một lúc hai đôi loa luôn.
Đấy, về bo mạch của em nó đây. Nó tóm lại là nó chi chít nhăng nhịt. Kín hết bo mạch luôn. Đấy. Con này thì nó lại đặt sò phía dưới. Này, sò nó gắn phía dưới cái tấm này. Cái dưới tấm tản nhiệt này nằm sò phía dưới rồi, nó không nằm trơ ra. Còn trên này nó có một bóng, hai bóng, ba cái bóng này, ba cái bóng để sáng theo cái dãy radio này. Bác ta nhìn xem, bo mạch của nó quá là đẹp luôn, tất cả bo mạch cầu trì lên hết. Này lau đi cái sạch này, đây, đấy lau cái sạch này. Hàng bãi nó phải thế chứ, nó sạch quá thì lại có vấn đề ạ. Sạch tinh như mới thì nó thành rửa mên nó chết. Đẹp lung linh chứ các bác. Con âm ly Nico, để em quay ra phía sau. À, con này nắp đây. Nắp bằng nhôm thép, hai bên là má gỗ. Má gỗ đấy ạ. À, con âm ly Nico này, hàng made in Japan, điện là 120V ạ. Điện 120 đây. Hàng con Nico. Điện 120V, 230W. 230W. Con này có hai cầu. Hai cầu, cầu A và cầu B. Và cái đặc biệt là cái trở kháng của nó, con này cũng trở kháng dài rất là rộng, 4 đến 16 ohm. Âm ly thì cũng nó chiếm 70-80% là 4 đến 16 ohm, nhưng có nhiều con giải nó chỉ 8 đến 16, nếu mà dính loa 8 4 ohm là không thể đánh được. Nhưng con này giải cũng từ 4 đến 16 ohm. Hai cầu AB luôn ạ. Được chưa các bác? Cổng ký tín hiệu vào đây. Có 3 cổng ký tín hiệu vào. Và 2 cổng vào, 3 cổng vào, 1 cổng ra. Các bác nhìn chú ý hộ em nhé. Nếu dùng TV, điện thoại, máy tính, laptop, cấm được cắm vào cổng phono. Cổng phono này chỉ được dùng cho đầu đĩa than, đầu cối thôi ạ. Còn các bác dùng TV, điện thoại, máy tính thì các bác cắm vào cổng AUX hoặc cổng in này cho em. Còn cổng out này là cổng, cổng cứ đọc như các bác bảo quýt quýt cam cam này, cứ đọc cổng quýt là cổng đi ra. Đây là hai cổng vào AUX của in. Được chưa? Hàng made in Japan. Con Nico này còn rất là đẹp. Đẹp luôn. Đấy, con Nico này là, đây là con Nico đời cao này, NR819, có giá 6,9 triệu. Con Nico 6,9 triệu ạ. Sang đến tiếp theo, đó là con âm ly Sony. Con này có mức giá 3,9 triệu. Con âm ly Sony có mức giá 3,9 triệu. Con này là con Sony model STR-V3. Con này radio đến 108 luôn. Mặt phay nhôm trắng rất là đẹp. Receiver. Và đặc biệt là em nó hồi gỗ, má gỗ đây, cũng đẹp. Thì con này các bác nhìn này, mên máy móc của nó thì không thể chê được vào đâu rồi. Đấy, em quay hết mên máy móc cho các bác. Con Sony này, mên máy móc quá đẹp luôn rồi. Con này chạy 4 sò than. Chạy 4 sò than. Phải nói là máy móc đẹp mỹ mãn luôn. Được chưa? 4 sò than các bác nhé, mên rất là đẹp. Vỏ hồi gỗ cực kỳ đẹp luôn. Quý vị đợi chút nữa nhá, gần về cuối càng hàng khủng. Đây, bên đây nữa ạ. Bên đây thì có cổng A, cổng B riêng độc lập rồi. A riêng, B riêng. Đây là con Sony STV3. Con này là điện chạy 120V. Công suất 140W. Công suất 140W. Đối với công suất 140W các bác đánh loa cổ bass 30 thoải mái các bác nhé. Nhiều các bác là chưa chơi dòng này nhiều thì cứ thấy công suất nó tầm dưới 100W hay hơn 100W một chút là cứ thấy loa nhà mình bass to là lo. Loa bass to không lo đâu, bass to tầm bass 30 40, dòng loa cổ độ nhạy nó cao lắm. Công suất nó không cần nhiều, mà receiver này nó đánh không phải nghĩ. Đấy, con này có mức giá là 3,9 triệu ạ. 3,9 triệu. Sang đến đây nữa. Con này là con khủng. Cái đặc biệt là của dòng rốt theo này, em thấy là nó dòng riêng rốt theo thì nó quá nổi tiếng rồi, không nói rồi.
Nhưng mà em thấy nó có một cái vấn đề là nó làm nó không cục mịch, nó không khủng, nó làm nó thiết kế rất là nhẹ nhàng, không cục mịch, không đồ gò bó. Mà tại sao chất âm nó hay như vậy? À, những con rốt theo như này, à, em mở có những bộ rốt theo nó ba mấy triệu, bốn mươi mấy triệu. Con pao của nó mở ra nó rất là đơn giản, chỉ có hai bo hai bên thôi, nhưng mà tại sao nó hay như vậy? Cái đấy em chưa thể chưa được đi sâu vào, chưa được biết lắm. Bác nào có biết thì cho em xin cái tư vấn. Hầu như đa số pao mới resort theo họ làm, em cảm giác như là nó không được khủng, nó không được đầy đồ như kia, nhưng mà cái chất âm của nó lại không thể chê được. Có nghĩa là những cái này dòng high end đời công nghệ đời mới, nên có khi là họ thiết kế theo kiểu bo mạch nó đơn giản hóa. Có nghĩa là một cái có thể là thực hiện được 10 nhiệm vụ chẳng hạn, nhưng mà có những cái âm ly cũ kia thì 10 cái 10 nhiệm vụ phải thành 10 cái thì nó có khi nó rối mắt chẳng hạn. Thì em chưa biết. Còn về với lại con rốt theo này, à, đây là con rốt theo, à, con rốt theo có hai con nhé, một con màu cà phê, một con màu đen. À, rốt theo RB980B, rốt rốt theo đây, rốt theo RB980B. Con này có mức giá là 9 triệu 9 con bao nhé. À, con này được chạy được với 12 xỏ than này, mỗi bên bên này là 3, bên này 3 là 6, hai cái giữa nhỏ thôi, bên này 3 nữa, 12 xỏ than được chưa ạ? Nó được chạy với lại 12 xỏ than. Và đây là một con thông phô to vật vã của nó này. Còn đây là bốn con tụ gì đây này. Cái này thì em chỉ biết là quay khui hàng cho các bác thôi, chứ còn về nắm được em không nắm được hết lắm. Đấy. Còn về phía sau đây, à, con rốt theo này có công suất là 400W. 400W. Được chưa? 400W các bác. Đây. À, rốt theo 400W. 100W. Những con này mà đánh không hay thì chả có con nào hay cả. Đánh dòng rốt theo là đánh được rất là nhiều loa luôn. Rất là nhiều loa. Rất là nhiều loa. À, con này cái là giải trở kháng từ 4 đến 8 ohm. 4 đến 8 ohm luôn. Điện 230V. 230V. À, con này có mức giá là 9 triệu 9. Con power rốt theo này 9 triệu 9 con Parrot theo. Hàng đẹp xuất sắc. Sang đến bên này nữa. À, sang đến bên này thì phải phải nói luôn là đây phải nói là nhìn như một cỗ xe tăng tiếp. À, chào đón quý vị đến với lại cục sắt. Cỗ xe tăng như cục sắt luôn. À, đây là con Onkyo Intera A701XG. Giá 6 triệu 9, con này có cả giải mã nhá. Nói luôn này. Con này có cổng digital 123 này, tuner, tóm lại con này cổng ăn chơi rất là nhiều. Con này là con Onkyo Intera A701. Dòng Onkyo này đánh rất là hợp với lại loa Paradigm này hoặc loa Canada, đánh rất là hay Onkyo. À, và con Onkyo này em vừa báo giá rồi, 6 triệu 9. Loa rất đẹp, có giải mã. Thì bây giờ vào cho quý vị nhìn nội thất của nó này. Ôi chào ô. Phải nói luôn là nó đẹp như mới, xuất sắc. Xuất sắc ạ. Các bác nhìn thấy chưa? Ui giời. Bác nhìn thì toát mồ hôi với nó. Đồ nó. Nhìn loạn hết cả mắt. Các bác nhìn thấy chưa? Con này được đánh với lại 8 xò than. Đây. 8 xò than xếp đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, trong đó là có 6 con xò đen và 2 con xò xanh. Nhìn cái tăng phô của nó, các bác nhìn khủng chưa? Onkyo Intera. Báo cáo các bác là con này thì chả còn lời gì để khen. Khen cạn lời, không còn gì. Quá khủng, quá đỉnh. Mức giá 6 triệu. 6 triệu 9. Đấy. Được chưa? Onkyo Intera. À, con này về sau đây, hai cầu AB. AB. Hai cầu AB được chưa? À, con này công suất là hơn 200W. Công suất hơn 200W, thoải mái đánh. Quý vị nhớ nhá, đây này, có cổng digital này. Digital này, digital này, được chưa? Cổng quang đấy, digital. Công suất hơn 200W đánh thoải mái.
thoải mái ăn chơi cho các bác rồi. Một cái âm ly tầm hơn 100-200W. Các bác có những đôi loa, các bác hình như là khi chơi ở trong gia đình mình nghe loa những con nào nó đủ công suất, ví dụ như bác có con âm ly có đôi loa tầm 300W, con này đánh được. Nhưng mà nếu mà ba có đôi loa 300W mà lấy con âm ly khoảng độ 70-80W thì không lấy được. Nhưng con này thì ok, đánh thoải mái, bởi vì tại sao? Nó cũng đầu đáp ứng được cái giải cho quý vị. Và khi nữa là mình dùng trong nhà thì mình chỉ vặn cùng lắm đến 30-40W là đã to lắm rồi. Chứ chả bao giờ vặn đến 200W cả, công suất tối đa. Đấy. Con này có mức giá là 6.900.000. Hàng đẹp lung linh luôn. Nó luôn là đẹp gần như mới. 6.900.000 ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip em vừa khui hàng cho quý vị xem là 5 con âm ly. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau. Clip sau nữa em sẽ gửi giới thiệu quý vị loa.